Nào đồng chí. Dạ. Tên là gì? Tôi là Phùng Quang Dũng ạ. Tại sao thầy bảo ngồi trong góc để chui ra đây? Vâng. Con nói chuyện này này này. Ngày xưa bố mẹ con con chiều con quá, con đi lang thang suốt ở miền Bắc. Không biết hàng, dụ biết anh em là ai. Cô là gì? Chúng đây có gì mà nói đâu thầy ạ. Đấy. Anh em mày à, đi lang thang làm khổ cả xã hội cuộc đời này. Ừ, biết cuộc đời này người từ thế người vớ ẩn như thế nào. Con nói chuyện thầy ạ. Đúng. Thế mình có mình làm khổ ai không? Con làm khổ hết cả cái thế giới này này. Thật đó, con nói thật luôn. Chiều con quá bao vì cũng làm ruộng nội. Thế bây giờ hối hận chưa? Con tu đức rồi. Tu như thế nào? Tu tâm là lễ Phật là con không có lang thang, con làm trở thành là người con người bình thường, giúp cả thế giới. Ừ. Con làm nghệ sĩ công an. Công an với cả nghệ sĩ. Nghệ y tế đó. Không gương ngoại đào nghệ sĩ y tế nữa chứ nghệ sĩ kinh tế đúng không đúng biết người biết xấu hổ biết mặc quần áo là như thế nào yeah. Biết xấu hổ đúng con nói thật thầy ạ cái tổng có biết máy tính không con nó không biết con chưa học ạ con hỏi ạ. Thế lấy vợ chưa? Tôi lấy vợ nữa. Vợ làm nghề gì? Vợ con mới nói nữa, ở Phú Châu. Cái gì? À, mới nói là người Phú Châu ấy. Ở Thái Hòa, Ba Vì ấy. Vợ ở Phú Châu á? Vợ Phú Châu, Ba Vì ấy. Thầy không biết. Phú Châu, Ba Vì à? Vâng, vâng. Thế vợ có hay uống rượu bố vợ không? Vợ uống rượu như con này. Như giống con ạ. Như giống tâm thần như con. Bố vợ có thì ai vợ có thế. Bố vợ cũng thế á. Thế con gọi là cái gì? Đúng là gọi là lẽ vừa gọi là gì? Là thần kinh ấy. Tất cả người ta thì tới đi nhau hết. Thầy ơi. Lấy vợ là chả được. Đây rồi. Nhau hết đây. Thế mẹ đây à? Vâng. Bạn này lấy vợ chưa? Rồi ạ. Lấy vợ rồi. Thế bị thần kinh này lâu chưa? 2 tuổi. Bé như này mà vẫn lấy vợ á? Vâng. Vẫn tán gái được. Có lẽ 9 tuổi trả lời bé cho lớn lên như nhau hết tất cả không? Giỏi. Giỏi đấy. Không có dạng vừa đâu. Nhưng mà nó hiền lắm nha. Vâng, hiền lắm. Bố vợ con đỏ lắm. Bây giờ chị cái bệnh nói lung tung của bạn thì bạn trong người bạn có nhân cách khác. Tiếng nói thế nào cũng này. Ai nó cứ xui nó nói hả? Vâng. Đúng không? Đúng. Phải thấy có âm binh theo bắt nói này. Nếu muốn tẩy trị cái thằng ấy đi không? Có chị ạ. Muốn bắt nó đi không? Bắt đi. Thôi, bắt vừa thôi lại con nổ đầu nó vứt thì được. Nổi tiếng khắp thế giới luôn à. Ông này cho làm dẫn viên hài cũng giỏi đấy. Hả? Đi khắp nơi tự đi một mình. Vừa đi vừa nói. Đi cũng có lúc không nói nhưng mà đi nhiều đi hết chỗ nào được. Sao lại về? Có nghĩa là rất là nhớ ấy ạ. Đi nhiều lúc không? Lịch sử địa lý hay là những cái thời mà các cụ anh đều nhớ hết tên đấy. Yeah. Trước cứ là không đi nhưng sau vừa bao giờ thì vẫn không đi được từ giờ giúp bố mẹ nhưng mà từ lúc từ chiều lại. Năm 2006 con ở Bạch Mai thì tức ở Bạch Mai đưa Bạch Mai ở Hà Nội. Chỗ Thầy Dũng ở trong ở cái đường Mai ngày 6 nó tay rồi và cho thầy thần đoán bây giờ bạn này bạn vừa âm binh theo cứ dắt bạn đi lang thang thôi nha, thầy sẽ giải âm binh cho bạn ấy nha. Vâng. Xong rồi gì cũng quan số cho bạn này nữa này. Vâng. Giải vong thần theo nữa này. Vâng. Chứ để người âm binh theo bạn ấy thỉnh thoảng bạn lại một nhân cách khác. Chứ là mỗi một người nhập vào bán này bán lại có một nhân cách khác. Lúc thì rất vui vẻ, lúc thì rất dữ tợn, lúc thì rất hiền hòa. Lúc cơm cẩu á, cũng chuyển hết người đó. Lúc thì lại bình thường. Bình thường. Đây là bánh đa nhân cách. Có con chưa? Dạ, con có con rồi. Thế sao không chăm nó? Con đi trước bạn cho khỏi. Hôm nay chữa khỏi rồi đi về nhà chăm con nha. Bệnh đấy, qua đi xuống đây thì là xuống một nhà chỗ đi ra sang nhà một chỗ ở. Ừ. Ở chỗ nào cũng được thầy. Là con người phải một thế giới không? Bắt tay phải không? Covid là đấm nhau thôi. Không biết bắt đây này. Cái kính này.
Thôi rồi, giải cho bạn này xong chắc bạn ấy vui lắm nha. Vâng. Thôi rồi, cầm lá số xuống tầng 1. Rồi các bạn cho lý tài thứ nhất. Vâng. Không kịp giờ bay. Rồi rồi. Đất nhà con chắc là vườn thì thế nào? Đất không sao, đất không sao.